Quyên ơi, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đang đến với kênh Quyên Cuộc Sống Đức. Rồi. Đây là Quyên mới nhận cái bưu kiện nè, mà Quyên nghĩ là cái cây Quyên mua đó, đợi trong chờ cả tháng nay á. Biết là cây Quyên mua hai cây mà không biết phải cây này cây gì lên tới nữa. Nó dài trong cả nhà nhìn cái bưu kiện hết hồn không? Cây lê, đúng rồi, hai cây. Cây này nghe nó thơm nè, mà không biết nó thơm không nha. Cây này cây lê của Hàn Quốc. Quá trời bự rồi. Cái cây bự kìa. Đây, mua cây lê này, cây lê của Hàn Quốc đó, cái nhà lê mà trái nó màu xám xám, màu vàng vàng đậm đậm á, màu nâu. Bữa nay có việc cho ông xã Quyên làm rồi. Cái nhà thấy nó cao không? Nó cao hơn Quyên là cái chắc rồi đó. Mà Quyên mở Quyên mua Quyên thấy cây nó để là 1m, 1m2 à, mà về cây thì cao. Cũng được, khi cao hơn cái mình mua là được rồi. Ở này để 1m5 đấy, 2m ăn. Chắc nó không có cây nó giao cho mình gì, hay là mình mua mình đặt nhầm. Đây cái giống lê này là nasi nè, còn ở dưới là cái cây này là giống như cây hoa lài mà nó thơm vậy đó. Mê, không biết khi nào có trái nữa. Năm nay giờ này không có bông là không có trái rồi. Naspo nè, cái trái lê này nè cả nhà. Cái trái lê màu vàng này nè cả nhà thấy không? Đó. Ôi mê cây lê lắm. Ở siêu thị nó bán mắc lắm, 1 ký là cũng 100 mấy ngàn ký lê á. Mà trái nó nặng lắm, trái này nước mọng nước á, nó nặng ký lắm. Lê này tụi nhỏ nhà Quyên thích lắm. Mà nó đã gọi là lê của Trung Quốc, nên mỗi lần Quyên mua Quyên cũng ngại, Quyên sợ. Đây, cây lê nè, cho cả nhà coi nè nó nè. Giống này nè. Cây sung chassis khúc mà. Thơm letter soon. Cây sung của mình nó có lá nè. Tưởng nó ngủm rồi chứ. Ai nhà bà lên sao. Em gà tưởng ba ngủm rồi. So hard under. Nó cứng như lắm, mình không có làm nổi đâu. Không có đàn ông là không có nổi đâu. Style under nó. Cứng dữ dằn luôn. Mình đào mình chồng bông là tay mình bị dập phòng nè. Rồi á, Quyên quên khoe cả nhà nè, Quyên trồng nè cho cả nhà xem để coi nó dễ thương nè.
Đó. Dễ thương không? Su hào đó Quyên mua 6 cây nhỏ xíu mà. Trồng nó lên nha, tưởng nó không lên chứ lên này nè, nó lên nè. Đó. Cái củ này là cái củ mồi, mồi á ở trong miền Nam mình nó giống như cái mồi, giống như để cục mồi nhữ vậy đó. Cái này nó giỡn vậy thôi chứ này là cái Quyên Quyên mua về á. Chứ Quyên quên ăn nó héo. Quyên để đó. Máy bay không có lớn bằng tao, để cho mấy đứa này nó lớn lên nhanh nha. Trồng cái này thích thiệt, cái nhà nó lớn lớn vậy nè. Cái lá này hổm non á, Quyên ăn á giống như là cây rau cải rổ ở Việt Nam mình vậy đó. Cái này mấy tuần rồi ta, này hơn tháng rồi đó, mua hơn tháng rồi đó mà nó còn ba lớn à. Cái Quyên ở đây Quyên trồng xen kẽ thêm mấy cái rau cần ô, ở trong đây có rau muống nữa nè, cái nào lên được lên, cái ngắn hạn cái dài hạn chứ bỏ phí đất uổng. Ông xã Quyên đi mượn cái đồ khoan đất ở hàng xóm rồi, đất này cứng lắm bởi vì Quyên trồng cây á cực lắm, mà cũng tội nghiệp ông xã Quyên lắm mà Quyên mê cây quá à. Cây cherry của Quyên không thấy trái đâu hết trơn á. Cho cả nhà coi cây lê của Quyên nha, coi xong rồi bất ngờ nha, nhưng mà đừng có đếm trái nha, đếm trái rụng của Quyên á thường á nha, không ai mà đếm là nữa thường nguyên mấy cái trái rồi đó, thấy không. Cái cây bả lùng xỉnh à, bả được 1 mét à, bả trái kìa. Trái này nữa mà trái nó to, bả quằn gãy cây quá à. Đang đậu vụ mà nó to trái rồi nó quằn cây này gãy. Bả âm tâm muốn teo à. Nhà thấy không? Nó. Một nhánh thôi đó, bây giờ không biết có nên bỏ bớt không hay để gì, thôi nguyên bỏ uổng quá. Cây này nó nhú lên xíu cái vừa vừa bằng ngón chân cái ăn đi. Chứ bỏ uổng quá. À. Đó cả nhà thấy ha. Nhớ không có đếm nha. Ai đếm mà cái tôi rụng tôi thường đó. Nói giỡn tình gì đòn vậy thôi, chứ do cây là do đất, do nước, do thổ nhưỡng chứ phải do ấy đâu. Nói vậy mấy nhà trồng vườn chắc người ta trái người ta đâu có sản phẩm được. Đây đây là cây lê tên 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 cây lê của Quyên đây. Từ cây lê đó mà làm cho Quyên có cảm hứng mua thêm cây lê nữa. Đây là cây lê Hàn Quốc, cái giống này ngon ngọt là Quyên thích lắm. Mua cái cây này hơn 2 tháng mới tới đó cả nhà, không biết nó từ đâu qua nữa, từ Hàn Quốc hay Trung Quốc gì nó qua hay sao, lâu lắm luôn. Thì sẵn mua thì mua thêm cây này nữa, cái diện cái cớ không à. Nói gì Quyên mê cây này lâu lắm rồi, cây này nó thơm, cây này nó làm cho tạo mùi thơm nè, nói vậy thôi mà không biết nó đúng không đó. Thì Quyên trồng này Quyên thích mùi thơm lắm, nghe nói là mùi hương chanh hương cam gì đó. Sẵn mua luôn tại nó gửi tiền cước cũng một lúc mà. Cái cây này cao tới 1,5 m, 2 m đặng cả nhà. Đây. Mỗi lần mà ổng cầm cái cây cuốc này là Quyên mắc cười, giống như mấy ông mà thần thần gì không dám nói. Đó, cầm cái cây cuốc những kẻ ác nè. Cả nhà thấy đá không? Jesse Fowler Chess. Tội nghiệp ổng à. Mỗi lần mà ổng cuốc đất là tội nghiệp mà. Nhưng mà mỗi lần lên mâm cơm là thấy giận lên, ổng ơi chê lắm. Ổng
I'm the man nha. Em Blanson, em Blanson. Rồi đeo bao tay đỏ ghê quá ông ơi. Cả nhà thấy ông đá chứ mà. Cứng à. Cục đất sét đó, hồi đó chơi trò chơi á. Nè mày được ghê quá. Cây trúc của Quy nó lên nè cả nhà. Dễ thương nha. Làm mấy cái này dễ thương ghê luôn á. Rồi sang đây cái cây này Quyên chưa có quay cho cả nhà xem biết xong. Năm ngoái mới mua à. Cái trái nó màu đen. Nhưng mà không biết nữa nó đen không chứ bây giờ nó là trái màu xanh nè, nữa nó ra đen. Trái này nho nho chuỗi ngọc màu đen. Thì ở Quyên có cây to bên kia kìa. Đây là cây to của Quyên nè, đó. Ngay xa cả nhà thấy không? To lắm. Cây này nó màu đỏ, trái màu đỏ. Chùm chùm nè. Nó chuỗi ngọc nè, nó quá trời trái luôn á. Cả nhà thấy không? Trái dữ lắm. Trái xung xuê luôn á, mà chim đồ nó ăn dữ lắm. Nó đang quay phim mà ông nào chạy xe ngang không biết nữa. Xe sờ đổ rác. Trời ơi nó ồn màu kìa. Bữa nay là rác á, thùng rác, giấy. Cái cây này á là cả nhà biết không, người ta trồng đi sẵn rồi. Chứ không phải Quyên trồng đâu có lớn gì đâu. Nè, trái nè nhìn mê lắm luôn á, ăn không được nhiều. Ở nhà chim ha, Quyên ổ chim nó bên hàng xóm á, mà nó qua nhà Quyên ăn không à. Đó, trái ở trong nè. Trái quần cây luôn á. Nhìn mê lắm cả nhà ơi. Vô trong không được. Còn bên kia là cây mâm xôi, trái to, trái ngọt của Quyên nó to ngọt. Nó bự lắm. Nó không có nhỏ, trái đen cây nó ngon lắm. Mà cái ruồi dữ lắm luôn. Nay Quyên tìm cách đuổi ruồi đi mới được. Trái nó quần này coi. Ôi, dở lên là trái, dở lên là trái. Chắc anh gà Quyên tưới nước nhiều á, nó tốt nè. Nó có màu hồng, màu đỏ, màu trắng rồi màu vàng, màu đen. Quyên có hôm nay có màu đen đó. Quyên hồi đó giờ chưa thấy trái màu đen nên hôm nay coi thử trái màu đen nha. Còn cây này là cây cải cầu vồng á, ăn cái lá nó chua, cái thân nó chua. Này Quyên có nấu canh chua ăn nè, ăn canh chua với cá hồi cũng ngon lắm. Cọng nó chua nè. Nó bự nè, gốc này bự lắm. Chỗ này Quyên trồng bắp với lại bí bắp. Cái vườn rau kia Quyên khoe rồi ha, để ít bữa nó khoe lại. Giờ nó ăn nó sắp nó chưa có lớn lại. Nói công việc chính của chị Quyên nha là chị Quyên tưới nước. Tặng này lắm chứ bộ. Tưới nước xong mà sống. Những cây này cả nhà biết mình trồng đến mấy rồi ha. Cây này nãy trồng 1,5 mét đó. 1,5 mét đến 2 mét. Nó tính trong cái đọt này nè, chắc 2 mét là cái đọt này. Cái đọt này nó tính 2 mét nè.
video đến đây là Quyên xin kết thúc nha. Quyên cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi ủng hộ kênh Quyên Cuộc Sống Đức. Quyên kính chào cả nhà, hẹn cả nhà video tiếp theo. Lần sau chắc Quyên chia sẻ là cả nhà mình thấy là cây trái nó lớn hơn xíu rồi đó. Quyên chào tạm biệt cả nhà.